Vâng, xin chào các bác và anh em nhé. Vâng, ngày hôm nay bên em test và gửi đi cho một bác khách trong Hồ Chí Minh một bộ cầu hình trên 52 triệu. Vâng, trên 52 triệu thì có những gì? Thì chúng ta cùng đi xem sau đây nhé. Đầu tiên, đó là một đôi loa full, WeWood VA12. Đây là dòng loa full bass 30, sở hữu một bass 30 và một chép kèn. Đây là dòng loa karaoke chuyên nghiệp của WeWood. Vì nói về hãng WeWood bên em quá là thành công rồi, vì là cái công nghệ của Mỹ. Đó, đôi loa full WeWood VA12. Với cấu hình trên 52 triệu này là bên em setup cho một bác khách ở trong Hồ Chí Minh, đó là anh gì nhỉ? Vâng, anh Nguyễn Thái Mỹ ở thành phố Cà Mau. Đó là một đôi loa WeWood VA12 cộng thêm một đôi loa bãi BTF Bass 35. Một đôi loa bãi bao zin 100% BTF, model là TT13 cộng Bass 35. Vì anh chơi không gian rất là lớn, anh chơi không gian ở nhà vườn, vì thế anh cần hai đôi loa. Về súp thì anh cũng đã lấy rồi, một con súp WeWood S1500 anh đã lấy rồi. Và anh thấy dùng hàng rất là chất lượng của WeWood thì anh bắt đầu đặt thêm một bộ cầu hình karaoke chuyên nghiệp. Anh mua con súp là anh mua thử nghiệm xem bên em bán có chuẩn không. Thì anh sau khi anh dùng anh cảm thấy nó rất là chuẩn, hàng chất lượng, giá phù hợp. Thì đó là hai đôi loa, một đôi loa Bass 30 và một đôi loa Bass 35. Vâng, một bộ máy cũng cực kỳ là khủng, long bạo chúa. Toàn bộ đây là em sẽ đắp cho anh, toàn bộ là hàng chất lượng cao cấp. Vừa nghe nhạc gia đình, vừa hát karaoke kinh doanh, anh chơi nhà vườn anh có thể kinh doanh được. Sản phẩm thứ ba đó là một cái đẩy 4 kênh WeWood, model là 4850L. Đây là dòng đẩy công suất rất ổn định ở 1000 và 1200W. Con này là đẩy 4 kênh, công nghệ GAB, nó sở hữu 64 sò và nguồn xuyến đồng rất là lớn. Con này rất là nặng, con đẩy 4850L rất là nặng, đẩy 4 kênh các nhá. Đẩy 4 kênh con này chơi cho hai đôi loa này cực kỳ là đẹp luôn. Đó, sản phẩm thứ tư là một con vang WeWood KM8 Epic bản Pro. Vâng, đây là con vang bên em bán rất là nhiều rồi, vì nó sở hữu ether và dị vật ngọt ngào, chống hú tuyệt đối mà tích hợp đường quang và đường Bluetooth rất là tiện cho chúng ta thời đại công nghệ số mà chúng ta lấy nhạc từ YouTube trên TV. Đó thì sản phẩm thứ tư là sản phẩm thứ năm, đó là một con nâng tiếng 3D Acoustic mã là CB800 Ultra. Riêng cái dòng đẩy nâng tiếng này thì hiện tại đang rất là mới, đang rất là hot, và đặc biệt nó xử lý chip nó rất là mạnh, cho giải nhạc rất là tươi, sống động ở ba giải bass và trung và chép, và thêm một cái núm hiệu ứng âm nhạc nữa. Cái con này rất là hay, thiết kế đẹp, đang hiện đại. Sản phẩm thứ sao nào? Năm, sản phẩm thứ 6 đó là một con mic WeWood SE69. Vâng, dòng mic cao cấp, dòng 6 số, bước sóng UHF rất là ổn định, và đặc biệt là tiết kiệm pin của mic được phủ nano bạc diệt khuẩn, chống sốc từ 5m rơi xuống không có vấn đề gì. Con này chống sốc và tự ngắt trong 3 giây, đặc biệt là nó tiết kiệm pin. Sản phẩm cuối cùng đó là một con lọc DBX 231. Lọc DBX 231 thì đây toàn bộ là những sản phẩm bên em nhập và bảo hành cho anh theo chế độ của hãng và của công ty, đó là 1 năm. Một bộ cấu hình karaoke cực kỳ là VIP, đánh không gian lớn tầm 100m2. Đó, trầm thì anh đã lấy rồi, sau khi anh dùng trầm thì anh cảm thấy bên em bán rất là uy tín, và anh đã chuyển khoản cho bên em trước 10 triệu. Vâng, 52 triệu 850 ngàn, 52 triệu 850 ngàn, các bác có thể thấy một cấu hình cực khủng luôn. Vâng, thì đó là 7 sản phẩm mà bên em đang phối ghép. Thì không muốn mất thời gian các bác và anh em lâu, thì em sẽ đi vào test một đoạn nhạc và hát karaoke nhé. Vâng, thì chúng ta cùng bay lắp, cùng hòa theo điệu nhạc với một cấu hình trên 50 triệu, 52 triệu 850 ngàn. We'll be right back.
karaoke các bác nhé. Trải nghiệm một cấu hình karaoke cực VIP luôn ạ. Vâng, bây giờ chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc Bình Bình Minh sẽ mang em đi. Nếu đi trước em không ngày hôm kia, anh nơi đây sẽ không mong chờ. Bao yêu thương đam mê cũng sẽ rời xa. Có những lúc anh nghe dòng nước mắt đang trôi theo những bước chân người, còn tình yêu đưa ngươi xa đi tận xa. Em ra đi mang theo bao bất an.
hát karaoke rất là bay, hát rất là nhẹ và bass cực sâu luôn. Thì mọi thông tin chi tiết các bác có thể gọi liên hệ ngay bên em để được hỗ trợ và tư vấn nhé. Vâng, sau đây phép được dừng video và gói hàng đóng hàng gửi cho anh Sáu ở Vũng Tàu nhé. Anh Sáu Hoàng ấy, ở Vũng Tàu ạ.